Xin chào mọi người, mình là Như. Hôm nay mình sẽ giải đáp một số những câu hỏi thường gặp của các bạn về giáo trình và chứng chỉ âm nhạc Rock School. Giáo trình Rock School là giáo trình có hệ thống bài học đi từ cấp độ cơ bản đến nâng cao. Nếu bạn là một người mới bắt đầu theo học giáo trình Rock School, bạn nên tìm một giảng viên chuyên môn để xác nhận cấp độ phù hợp cho bạn. Sau khi đã được giảng viên chuyên môn thẩm định và đánh giá trình độ phù hợp thì mình sẽ tiến hành mua sách và tải các audio track theo hướng dẫn của trang đầu của sách. Và sau khi bạn đã hoàn tất quá trình tập luyện rồi thì mình sẽ theo dõi lịch thi ở trên trang Rock School và mình sẽ đăng ký thi. Có hai hình thức thi chứng chỉ Rock School, đó chính là offline và online. Kỳ thi offline được diễn ra vào tháng 6 và tháng 12 hàng năm tại các đại diện và trung tâm khảo thí chính thức của Rock School ở Việt Nam. Còn hình thức thi online sẽ có hai hình thức nhỏ, đó chính là thi qua video và thi qua livestream. Thi qua video tức là bạn sẽ thu sẵn phần thi của mình và bạn gửi phần thi này cho ban giám khảo. Còn thi qua livestream tức là bạn sẽ gọi, trình bày phần thi của mình và tương tác trực tiếp với ban giám khảo. Giáo trình và chứng chỉ âm nhạc Rock School cũng như các hệ thống chứng chỉ âm nhạc khác là một thước đo để đánh giá trình độ chuyên môn của bạn. Nếu bạn có ý định lựa chọn âm nhạc là sự nghiệp của mình thì việc có chứng chỉ Rock School sẽ giúp cho các nhà tuyển dụng có một hệ quy chiếu để có thể đánh giá trình độ của bạn và sẽ mở rộng hơn cho các cơ hội nghề nghiệp của bạn, ví dụ như là môi trường dạy học nè, môi trường chơi nhạc hoặc là sản xuất âm nhạc. Hiện nay thì ngoài chứng chỉ dành cho các loại nhạc cụ ra thì Rock School còn có chứng chỉ dành cho vũ đạo nữa, và chứng chỉ này tên là PAA, và bạn có thể tìm hiểu nhiều hơn về các thông tin này trên trang của Rock School nhé. Trường âm nhạc và nghệ thuật Erato là đại diện độc quyền chính thức của Rock School tại Việt Nam. Hiện nay trường Erato Hà Nội và Erato Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai hình thức thi video. Khi bạn đến đăng ký thi thì tụi mình sẽ hướng dẫn nè và hỗ trợ bạn cách quay phần thi của mình, giúp bạn nộp bài thi, đóng lệ phí thi và nhận kết quả. Mình sẽ để thông tin liên hệ của trường Erato ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh ở phần caption để mọi người tiện theo dõi cũng như là liên hệ nha. Cảm ơn các bạn đã xem video của Rock School Việt Nam. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào cần được giải đáp hoặc là muốn được liên hệ tư vấn thì hãy nhắn tin trực tiếp cho trang Facebook